4 tháng 9 năm 2020, Hội Hoa Đức và địa phương đến giao số tiền là 11 triệu 500 ngàn đồng do quý ân nhân sau đây tặng cho hoàn cảnh bác Nguyễn Văn La ở ấp Bào Sen, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau để đưa bác đi Long An trị bệnh. Một, bác Lâm Khai Sinh và xì Nhịp Cứu tặng 1 triệu đồng. Hai, bác Duyên Sinh Hùng và xì Tắc Phùng 500 ngàn đồng. Ba, bé Nguyễn Võ Cao Long ở quận Bình Tân 10 triệu đồng. Hội và địa phương xin chúc cho bác La mau chóng hồi phục và cầu nguyện cho gia đình của bác La sẽ bình an vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này. Xin thay mặt cho gia đình bác La, Hội Hoa Đức xin chân thành tri ân và cảm niệm ân đức của quý ân nhân thật nhiều và thật nhiều. Kính chúc quý ân nhân cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm, thường lạc, vạn sự an khang và cát tường như ý. Đồng cầu nguyện cho Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung sẽ nhanh chóng, bình an và thoát khỏi đại dịch Covid-19. Nam mô cứu khổ, cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì tôi đại diện cho chính quyền địa phương cũng cảm ơn nhà tài trợ của Hội Hoa Đức. Tôi cảm ơn nhiều. Cho Hội Hoa Đức trao tặng cho chú số tiền là 11 triệu 500 ngàn đồng để cho chú đi trị bệnh. Cũng thay mặt cho Hội Hoa Đức là cảm ơn chú Hội Hoa Đức và quý ân nhân đã tài trợ số tiền cho chú. Rồi, cô cầm tiền. Nhà tài trợ chưa trao cho tôi số tiền này, tôi chỉ bệnh cho chồng tôi xin 11 triệu 500 ngàn. Rồi, cảm ơn Hội Hoa Đức cho tiền đi chứ bệnh. Thôi ráng đi, đừng xúc động.